chị chị nhé. Chị là có chơi thì có chị, và chị là một trong ba chị đẹp yêu tổ nhất của chương trình. Thì trong cuộc đời của mình đã được ông trời hay là gọi là cô thương cô độ cho tất cả mọi thứ. Nên bây giờ mà cô cho thêm một cái cảm giác của sự thất bại thì đấy cũng là một cảm giác nên được trải qua. Và không phải là nói này là để mà cho tôi biết mà trong mấy vòng vừa rồi các chị đẹp và yêu tổ nhất và toàn đứng mép thôi kiểu là thất bại. Và các chị cũng chỉ cười trừ tôi chưa biết làm nào. Tôi nên vâng phải thân ái với các em để phòng sau các em được cho vào đầu chứ không em lo là cho các chị chờ mình là chết đấy. Công việc của người đàn ông bác sĩ thì nó tôi thấy là chị khá là động. Ví dụ tôi đi về tham gia những cái chương trình đẹp này thì chắc chắn nó cũng là cái sự là tiêu tốn thời gian cái thời gian khá là nhiều. Thì vì đã thắng được chị có lòng của chúng tôi. Tốn tiền dễ quá trời ạ. Chào các chú, chào Minh Nga và chào các chị đẹp. Em là Trang Trang và các chú chúc mừng chị Lê Chí. Chúng tôi đã rất tốt với chị Trang Trang của ông Minh Nga và ngày qua đã quay lại một vài câu hỏi. Thì bắt đầu Trang nghĩ là một thí sinh từ xa xưa đã từng tham gia rất nhiều cuộc chơi, cho nên bây giờ không ai còn thí sinh nữa. Thì cứ sợ không cảm thấy cái sức hết, không còn đủ cái tinh thần năng. Cho nên thôi, để dành cho các em đi. Cho nên cái lời mời của chị treo 3 tháng. Tuy nhiên, tới cái lần mà gặp mặt ekip đột xuất xuất hiện ngay dưới những cuộc mời dưới nhà của gia đình của em ra dưới cuộc mời cho xin được biết chuyện. Thì khi mà trang bước xuống cái chuyện thì thực sự bị đuối hoàn toàn. Bởi vì đây là một cơ mà anh ấy như mình. Đây là một chơi mà hầu cái độ tuổi mình không phải là quá lớn mà không còn trẻ nữa. Mình sẽ học được những gì cho những chặng đường sắp tới cho mình. Cho nên là Trang không muốn bỏ lỡ những cái bài học viên giá đó. Cái thứ nhất là Trang được gặp 29 chị đẹp này là đã là nhiều bài học của Trang học rồi. Cái thứ hai cũng là cuộc chơi mình được chơi với các chị các em trong cái nhóm nhạc thì mình phải biết lúc nào tiến lên lúc nào tập trung thì Trang không nghĩ đó là những cái bài học chưa không còn sự nhiều hơn nữa mà đó là cho nên cả cuộc sống của mình thì đó là những kiến thức mà mình phải học ở bất cứ đâu mà cái đó cái hay lắm trang được một tên từ mình tham gia chương trình này một mình muốn cảm ơn thế rất là nhiều tại vì tới trang đã cho trang có cơ hội được học mà tới này và cảm ơn tất cả mọi người mong mọi người ủng hộ cho chị em làm gió để sống trong cái đau buồn của mình này. Dạ, lời xin chào tất cả quý vị đang có mặt ở đây cũng như là tất cả các chị đẹp đã theo quý vị em ơi. Dạ, phải nói là em với lại chị Vân Cô Vô này khi nhà thờ Nghe Nghe hay là chị Kino là những người mà không có cái kinh nghiệm về ca hát hay chị múa gì cả. Nhưng mà thiệt sự là không biết mấy chị sao chứ riêng bản thân em thì em không có hồi hộp mà em rất là háo hức. Tại vì không phải lúc nào cũng có cơ hội được đứng cạnh sân khấu và được học hỏi thật là nhiều từ những người chị lớn và đặc biệt là những ca sĩ, những vũ công diva hàng đầu của Việt Nam thì đây là một hạnh phúc rất là lớn với tụi em. Tụi em đâu bao giờ nghĩ là có ngày mà em ra ngoài đường ngồi em ngóc với mấy chị đâu ạ. Dạ, và tụi em cũng không bao giờ, em không bao giờ nghĩ là em có cơ hội đi hát karaoke với chị Vinh Linh nè, chị Phương My, chị Trang Pháp hay là chị Quỳnh Nga, các chị khác để mà rèn luyện hát lên để tự tin hơn trong những vòng kế tiếp. Cho nên là tụi em hy vọng là với sự nhiệt huyết cũng như là tinh thần tương thân tương ái của tụi em rất là yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau hết mình từ việc ca hát đến nhạc múa và cả trong đời sống tinh thần hàng đêm ngồi kể chuyện tâm sự, những câu chuyện tình yêu, tình bạn, tình thân, gia đình, các thứ thì tụi em sẽ mang cho một năng lượng bất tử và chắc chắn là chương trình sẽ mang đến rất là nhiều những điều thú vị, hấp dẫn và bất ngờ cho tất cả các khán giả. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho ta. Trong cái hành trình của chị đẹp đã được sống thì mọi người có chia sẻ với nhau là sẽ có những cái về thường và có những cái là sẽ phải tạo cho mình có những cái thường khác và nó gây ra những cái kỷ niệm không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Cái gì những gì mà em đã có được và những gì mà tạo cho mình cái thử thách của mình. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã nghe. Lời đầu tiên xin chân thân chào trân trọng đến tất cả quý vị khách quý đã có mặt ở buổi họp báo ngày hôm nay. Dạ em chào các chị đẹp của các bạn.
Thực sự thì em trưởng thành với một môi trường nó hơi tự lập, có nghĩa là em không có quá nhiều người xung quanh, nên là cái mà em cảm thấy em enjoy, em thực sự thích là bởi vì có các chị cùng đồng hành. Đó là những cái điểm gì mà em thấy em quý nhất, là bây giờ mình không còn tự tập, mình không còn những cái sự không của mình không còn phải trải qua những cái khó khăn của mình nữa, mà mình có những cái chị rất là tuyệt vời để mình được trải nghiệm cùng mình, cười mình, vui mình, buồn. Và đó là những cái điểm mà em nghĩ là cái gì không thể là chị đẹp, và đó là sống thì em sẽ mãi mãi không có những cái kỷ niệm đó cùng với hai cái chị đẹp rất là tuyệt vời của em. Đây là đây là cảm ơn chân thành nhất những chị đẹp và các bạn sống đã cho em cái cơ hội này. Nhưng các chị thì coi lại đây, và chương trình của chúng tôi là chương trình nguyên phải chỉnh lý nhiều ngôn ngữ bên cạnh giọng hát, cho nên ban tổ chức chúng tôi cố gắng có một bản ghi hình số tiết mục tuyệt vời nhất, cân bằng nhất cho tất cả các chị ở trong đây, mà không chỉ là cái cảm thấy rằng mình dân đi lên về để giọng hát. Nếu có ai có hỏi rằng các chị hát có hay không, nên là chắc là mọi nhờ anh chị nhờ tham gia cùng đón xem tập một để xem khả năng của các chị như thế nào. Nếu ở trong đó các chị chưa thật sự là hát hay như các bạn nhận định, nhưng nếu như các chị được kết hợp một nhóm 3 người, 5 người, 7 người thì các chị đã chỉnh diễn thế nào và giọng hát của các chị sẽ không còn thế nào. Trước tiên là tôi cảm ơn nghệ sĩ đã tham gia với mặt Trung Quốc, bởi vì nhờ bạn đó mà người biết đến chương trình nhiều hơn, và chúng tôi mất ít công sức để đi ra chương trình nhiều hơn. Còn về với các chị của Việt Nam của tôi, 30 chị ở đây, tôi đảm bảo rằng các chị sẽ tỏa sáng, các chị sẽ lưu linh và các chị sẽ không chịu một áp lực nào khi tham gia vào chương trình học văn. Và chúng tôi tự hào về các chị, về công chuyện của các chị, về tài năng của các chị và về cảm xúc của các chị. Các chị đã chia sẻ, các chị đã động viên, các chị đã đều cái sự nỗ lực cho chúng tôi nỗ lực để làm chương trình tốt hơn, bởi vì tất cả là vì các chị. Các chị đã mang truyền cảm hứng lên chúng tôi, nữa nhà sản xuất. Và mặc dù rất là nhiều áp lực, nhiều khó khăn trong mùa này, nhưng mà chúng tôi cũng tin rằng đến thời điểm này chúng ta đã làm một mùa giải và không bị chịu áp lực. Thế đúng không các chị?